trụng những hành cho nó chín chị đi ra, đừng để hành xong. Dạ đúng không chị? Em gọi đúng. Dạ thì ramen Tokyo trụng hành chín, dạ miệng cay. Vòng trong đây rồi, giờ mình đứng nhìn cái lát hồi nó nở cho em. Hướng dương, em vô không? Em vô chứ, vô đây.